vâng một tác phẩm cực kỳ đẳng cấp trong video này một tác phẩm mà như các bác nhìn thấy và một số bác thì cũng đã được chiêm ngưỡng sơ qua rồi à, tác phẩm này là đến từ chất liệu gỗ cực kỳ quý hiếm vua của các dòng gỗ thơm một tác phẩm ngà đạt ma hàng long phục lân chất liệu gỗ hoàng đàn tuyết lạng sơn và tác phẩm này như các bác nhìn thấy tuyết lên cực kỳ nhiều phôi gỗ này là phôi gỗ tuyển chọn tuyển chọn trong các phôi tuyển chọn khác nữa thì mới có được cái chất tuyết và chất dầu tinh dầu đẹp như thế này và với một cái phôi gỗ quý hiếm như vậy thì chắc chắn là một tác phẩm điêu khắc sắc nét tỉ mỉ và kỹ càng Đấy, và mời các bác đang chiêm ngưỡng những cái đường nét của tác phẩm à, chút nữa để mà sẽ kiếm kích thước em đo kích thước của tác phẩm cho các bác này Đấy, và tác phẩm này thì à, bố cục à, hàng long phục lân thì các bác cũng thấy rồi Đấy, tuyết lên nhiều này và phía dưới là hai chú lân phía trên của tác phẩm là một chú rồng và đây chúng ta đang nhìn thấy những cái bông tuyết đấy. Lên rất là đẹp và em sẽ đo ở em sẽ đo kích thước của tác phẩm nhá. Đây tác phẩm này với chiều cao là 39 này. Cao 39, chiều ngang của tác phẩm là chiều ngang của tác phẩm là 19, cao 39 ngang 19 và chiều sâu là 11. Đục tứ diện và ở một tác phẩm như thế này các bác nhìn thấy đây. Ở một cái tủ, đấy, bên em đã làm cái tủ kính và ở trong này có một cái đèn để dọi xuống để soi và tác phẩm nữa nhìn rất là nổi bật và những cái bông tuyết khi mà có ánh đèn vào nó sẽ lấp lánh như là uh, như là những cái bông uh, những những ngôi sao và những cái tinh thể đấy tinh thể của cái chất dầu nó ra kết hợp với không khí thì sẽ kết tinh thành những cái tinh thể màu trắng và được gọi với cái dòng gỗ này thì sẽ gọi là tuyết và em sẽ quay cả mặt đằng sau nữa để cho các bác có thể chiêm ngưỡng đấy, cái phôi này tại sao em nói cái phôi này là phôi tuyển chọn và với như các bác mà mong muốn sở hữu những cái tác phẩm mà để sưu tầm ấy thì ở đây làm cả một tác phẩm và cả về cái nét đục ấy cả về cái chất liệu gỗ nữa một tác phẩm quý hiếm như vậy và em sẽ uh, soi đèn để cho các bác uh, chiêm ngưỡng nhá thấy rõ hơn được cái phần uh, tuyết này đấy, để chờ em một chút nha các bác nhá Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không như bông tuyết và cái cánh tuyết nó lên rất là dài này tuyết như này gọi là tuyết kim đấy các bạn nhìn thấy không lấp lánh rất là đẹp và đúng thực sự cả phần dưới đế này các bạn nhìn thấy này để một cái phôi gỗ mà như thế này đấy các bạn nhìn thấy không đẹp toàn bộ mặt phía sau lên dầu toàn bộ luôn à lên tuyết toàn bộ Đó, và rồng đục tơi tách hẳn ra đấy các bạn nhìn thấy tách hẳn ra chưa Đấy, mòi móc tách hẳn ra sau mây gió này rồng này đuôi rồng đây ấy chạy lên đây chạy vòng lên trên này và đầu rồng ở trên này mây gió ở đây phía dưới là những cái nếp áo này như nếp áo và tuyết lên phủ gần như kín 100 phần trăm luôn những cái nếp áo ở đây các bác nhìn thấy ánh tuyết lên và cái tinh dầu chúng ta nhìn thấy đây là một phôi tuyển chọn và phía dưới này lân này à, lân đuôi này cũng lên hết này chân này dưới đá xẻ ra cũng lên này đấy các bác nhìn thấy chưa đá đá làm để làm đá thành những thứ này là phải rất là đều tay tỉ mỉ chi tiết và đấy là mặt phía sau mặt phía sau thôi cũng đẹp như vậy một cái phôi gỗ uh, thực sự là quý hiếm hàng tuyển chọn trong tất cả những cái phôi tuyển chọn thì đây lại tuyển chọn xong tuyển chọn nữa một tác phẩm với chiều cao là uh, 39 chiều ngang của tác phẩm là 19 và chiều sâu là 11 phôi tuyển chọn như vậy bác nào mong muốn sở hữu tác phẩm có thể liên hệ với cả em trai Hồng Lê, ở theo số điện thoại là 0966 336 318 hoặc là em trai Phạm Hoàn 0789 336 318, em Thu Hương 0971 336 318. Và tác phẩm này thì chỉ có vài chục triệu thôi, vài chục triệu là các bác đã được sở hữu một siêu phẩm Ngài Đạt Ma Hàng Long Phục Lân, gỗ Vương Mộc Hoàng Đàn, tuyết lạng sơn và còn tặng kèm một cái tủ kính gắn đèn đàng hoàng đẹp em đang không biết là dùng cái từ gì để mô tả hết được toàn bộ tác phẩm này, tỉ mỉ tới toàn bộ tất cả, tất cả những cái uh, hoàn thiện từ cái tủ kính nữa và một cái điểm đặc biệt nữa ở cái tủ kính này, ấy là bên em làm. Các bác thắc mắc tại sao tủ kính em lại thò tay được vào như này. Đấy thì em có làm một cái cánh cửa lùa, Và là mình có thể đẩy ra đẩy vào được. Đấy, với những cái tác phẩm uh, uh, siêu đặc cấp như thế này thì em sẽ làm như những cái tủ như kiểu này như các bác nhá. Và các bác cũng đừng quên là một tác phẩm đẹp, một tác phẩm tâm huyết như thế này của em trai Nguyễn Hồng. Thì nhớ là cho em xin một nút like. Và bác nào mà chưa đăng ký, đấy, chưa đăng ký thì nhớ là nhấn vào nút đăng ký và kích vào kênh của chuông để cập nhật những video mới nhất về những siêu phẩm mới nhất mà bên em hoàn thiện ra. Và xin chào toàn thể các bác nhà mình. Hẹn gặp các bác ở những video giới thiệu những siêu phẩm tiếp theo ạ.